chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Survey Việt. Như câu hỏi ở trên tiêu đề, thành thật mà nói, câu trả lời sẽ là không. Mặc dù Survey Dial là một phụ kiện tiện lợi cho các nghệ sĩ, nhưng nó được sử dụng tốt nhất với các thiết bị có nhiều không gian màn hình hơn như là Survey Book 15 inch hoặc là Survey Studio. Màn hình nhỏ hơn trên Survey Pro 6 khiến nó khó khăn khi sử dụng, gây ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn. Màn hình của Survey Pro là quá nhỏ để bạn có thể thỏa sức sử dụng Survey Dial. Đối với những người không biết, Survey Dial là một thiết bị giống như quả khúc côn cầu nhạy cảm và được sử dụng theo nhiều cách. Nó có khả năng phát hiện khi nằm trên màn hình Survey tương thích. Nhà phát triển và nghệ sĩ có thể thêm các chức năng trên màn hình vào quay số, cho phép bạn dễ dàng cuộn qua và tinh chỉnh các cọ vẽ và cài đặt khác, chủ yếu là trong các ứng dụng nghệ thuật. Các ứng dụng mực phổ biến như là Photoshop hay là Sketchable đều tận dụng được tốt tính năng tuyệt vời của Survey Dial. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng Survey Dial mà không cần đặt nó trên màn hình và các nghệ sĩ mà sử dụng thiên về bàn phím bấm và phím tắt có thể là đánh giá cao những gì nó cung cấp. Điều đó nói rằng, khi nó không xuất hiện trên màn hình, nó không thực sự cung cấp bất cứ thứ gì mà bàn phím cuộn hoặc là chuộn không cung cấp. Đối với tôi, giá trị thực sự của điều này là khi bạn đặt nó trên màn hình, bạn có thể sẽ mất khá nhiều không gian màn hình khiến cho việc sử dụng trên Surface Pro 6 là điều khó khăn. Dial kết hợp tốt hơn với những sản phẩm khác. Surface Pro 6 vẫn là một tùy chọn tốt so với các thiết bị Surface khác như là Go, nhưng có nhiều tùy chọn tốt hơn nếu bạn đang tìm kiếm sự kết hợp Surface Dial hoàn hảo. Nếu bạn không phải là nghệ sĩ kỹ thuật số, Survey Dial thậm chí không đáng để giới thiệu vì nó có các tính năng hạn chế ngoài một tập hợp nhỏ các ứng dụng sáng tạo. Bạn có thể sử dụng nó để kiểm soát phương tiện trong các ứng dụng như là Spotify, nhưng bạn thực sự có muốn chi $100 chỉ vì muốn đặc quyền thôi không? Nếu bạn là một nghệ sĩ kỹ thuật số với Survey Studio hoặc Survey Book 2 15 inch, Survey Dial có thể là một công cụ khá thú vị để thêm vào phụ trợ. Nó chỉ thực sự có giá trị trên các thiết bị Survey có đủ không gian màn hình. Vì vậy, trừ khi bạn có một thiết bị đủ rộng, còn không có lẽ bạn sẽ không nên mua nếu chỉ làm việc trong một không gian máy tính hạn hẹp. Hy vọng là video này hữu ích với các bạn. Nhớ để lại một like và một subscribe để ủng hộ kênh của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại!